Xin chào các bạn đã đến với kênh Thành Nhân Request. Và hôm nay tôi sẽ thực hiện thử thách lật hai chai cùng một lúc. Phần 3 đó chính là chai lít rưỡi. Và tôi đã chuẩn bị sẵn hai chai lít rưỡi. Hai chai này là hai chai màu trắng nhá. Đây. Hai chai màu trắng này là tôi cũng không biết là có tên là gì. Các bạn là chai lít rưỡi này là cũng có một cái đặc điểm đó chính là cái quai. Quay cầm ở chai lít rưỡi này nói chính xác là rất là dễ. Kể cả chai 5 lít, 6 lít hay là 10 lít đi chăng nữa cũng có cái quay chai nước rất là tiện lợi luôn. Lần trước thì tôi có làm video thử thách lật chai lít rưỡi, nhưng mà tôi cởi cái quay ra. Đấy, nếu mà chai lít rưỡi mà không có cái quay thì cầm chắc chắn nói chính xác là rất là khó luôn. Đó, vì dịch Covid-19 bây giờ vẫn còn cho nên là tôi sẽ không tính số lượt xem cho video trận chiến no flip nữa, mà là tôi sẽ để video này vào cuối tuần. Thì cuối tuần này thì tôi sẽ đăng video trận chiến no flip cho các bạn xem nhé. Bởi vì trận chiến này là có 10 trận và tính điểm từ 1 đến 10. Ai mà có số điểm cao nhất thì sẽ nhận được phần quà. Đây là luật sơ qua của cái bộ bài no flip, trận chiến no flip. Đó, không nhớ, bây giờ ta sẽ thực hiện thử thách lật hai chai cùng một lúc phần 3 luôn. Đấy, chai lít rưỡi này nói chính xác là tiếng kêu rất là to luôn. Thử thách lật hai chai cùng một lúc phiên bản chai lít rưỡi. Nói chính xác là lần đầu là tôi lật rất là khó nên là tôi lại chắt bỏ lượng nước. Có gì thì các bạn thông cảm cho tôi nhé. Và kết quả là tôi đã lật thành công chai lít rưỡi, lật hai chai cùng một lúc rất dễ luôn, chỉ cần một lần duy nhất là lật được thành công luôn. Đó, thì bạn nào chưa xem cái video thử thách lật chai nước lít rưỡi, thử thách lật một chai cơ, thì tôi có để link ở dưới phần mô tả nhé. Ok, thì vài hôm nữa thì tôi sẽ thực hiện thử thách lật hai chai cùng một lúc phiên bản hai người. Ai lật trượt ít nhất thì sẽ chiến thắng, còn ai lật trượt nhiều nhất thì sẽ nhận hình phạt nhẹ thôi, chứ không nên lấy hình phạt nặng vì sắp đến Tết rồi. Nếu mà làm những hình phạt nặng thì nó chính xác là rất là xui xẻo và không may mắn nhá. Cho nên là chúng tôi sẽ làm những cái hình phạt nhẹ cho các bạn xem. Kể cả những cái thử thách khác thì tôi sẽ làm những hình phạt nhẹ, chứ không nên sử dụng những hình phạt nặng. Hình phạt nặng là càng gay gắt hơn. Đó, video của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thích video này hãy gửi cho tôi một nút like, một nút chia sẻ. Đừng quên bấm nút đăng ký và ấn hình quả chuông để nhận được các video mới nhất từ Thành Nhân Vacation nhé. Ok, và các bạn hãy đăng ký kênh Thành Nhân Vacation để giúp kênh của tôi đạt 7.000 người đăng ký nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.